Hello, xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay An làm video này chia sẻ cho các bạn về cái dòng xe AB năm 2023 phiên bản động cơ 160 tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của An ha. Thì An xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng của An là thuộc là ấp Chào Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, cũng như là số điện thoại của An là 0364909432. Thì video này là An muốn chia sẻ với các bạn là trong thời điểm hiện tại mình có nên sử dụng cái dòng xe AB năm 2023 với phiên bản động cơ 160 hay không. Hãy cùng đi tìm hiểu với An. Trước mắt các bạn đây là hai phiên bản màu đỏ bạc và màu đen bạc của phiên bản tiêu chuẩn của động cơ 160 nha các bạn. Thì An sẽ nói về cho các bạn về trong cái video này là về những cái điểm nổi bật của dòng xe AB mới này. Thứ hai nữa là giá hiện tại đang cập nhật của cửa hàng của An, cũng như là cái chương trình mua xe tiền mặt trả góp, và cái chương trình là thu xe cũ đổi xe mới, cũng như là chương trình quà tặng cũng như là bảo hành theo xe luôn nha các bạn. Thì đầu tiên ở đây An sẽ chia sẻ cho các bạn về cái mặt thiết kế của xe. Đầu tiên đó là mặt đồng hồ nha các bạn. Thì hiện tại thì dòng xe AB năm 2023 này mình sử dụng đồng hồ là LCD nha các bạn. Các thông số thì được tích hợp trên mặt đồng hồ này. Ngoài ra thì các tính năng thì nó sẽ báo bên hông này, như chức năng này là idling top nè, xi nhan nè, cái này là km. Và bên cạnh đó thì dòng xe AB này mình cũng sẽ có trang bị cho mình luôn là cái thời gian nha các bạn, đồng hồ đo thời gian để chúng ta khi di chuyển trên hành trình á mình sẽ coi được thời gian. Và những cái cục trắng này là báo nhiên liệu cho các bạn nha các bạn. Thì tiếp theo đó là về mặt phía trước á, thì nó sẽ không có nhiều điểm khác biệt so với cái phiên bản tiền nhiệm trước của nó là phiên bản AB 150, mà nó vẫn giữ nguyên cái kết cấu là mình sử dụng cái đèn pha này là hệ thống đèn LED nha các bạn. Thì cái tính năng của đèn LED sẽ giúp cho cái xe của mình á, là nó sẽ là tăng cái khả năng chiếu sáng hơn khi mình đi ban ngày hoặc ban đêm thì nó cũng sẽ sáng luôn. Đó là một cái tính năng mà hiện tại đang áp dụng cho các dòng xe của Honda Việt Nam. Nhưng mà các bạn sử dụng đèn LED á, sẽ giúp cho các bạn là với cái ánh sáng trắng thì cái mình sẽ nhìn rõ hơn, cũng như là cái độ chiếu sáng của nó sẽ cao hơn, và nó sử dụng cái nguồn điện thấp, nó sẽ giúp cho xe mình và cái xe mình nó sẽ tiết kiệm về điện năng tiêu thụ khi mình sử dụng đèn nè. Cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho các bạn thấy một cái sự phát triển của công nghệ khi mình sử dụng cái ánh đèn LED như thế này. Tiếp theo đó là về cái thiết kế xe. Xe này An sẽ nói luôn về cái phần một cái điểm nổi trội của dòng xe 160 này đem lại, đó là xe được trang bị cái động cơ là ESP cộng 4 van thế hệ mới. Tại sao mà cái điểm nhấn của dòng xe này là ESP cộng các bạn? Thì cái hệ thống sử dụng ESP cộng thì mình sẽ gồm có 5 cái công nghệ. Công nghệ đầu tiên là công nghệ tích hợp bộ đề ACC này nè, giúp cho các bạn đề xe hơn, nó sẽ êm ái hơn. Cái thứ hai nữa là chức năng idling top. Chức năng này sẽ giúp cho các bạn khi mình sử dụng trên những cái con đường như là có đèn xanh đèn đỏ, hoặc là mình dừng lại khi xe mình chạy quá 60 độ và dừng lại trong khoảng là 3 giây thì xe nó sẽ tự ngắt động cơ, tránh cho mình là vừa bảo vệ môi trường mà tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Hiện tại thì xe mình sẽ sử dụng là cái công nghệ phun xăng điện tử BCMFI, công nghệ đốt cháy hoàn hảo cũng như là giảm thiểu ma sát để giúp cho xe mình vận hành một cách tối ưu, cái khả năng bứt tốc cao. Thì bên cạnh đó lại sao gọi là ESP cộng 4 van, thì 4 van này là xe sẽ được trang bị thêm cái thế hệ mới là 4 van, tăng kích thước van lên giúp cho cái khả năng mà hút không khí, hỗn hợp khí cũng như nhiên liệu nhanh hơn và xả nhanh hơn, để giúp cho xe mình tăng tốc vượt trội. Thì theo nghiên cứu của Honda Việt Nam á, thì các bạn khi mà mình sử dụng xe này từ 0 cho đến 100m đầu tiên với vận tốc đó là chỉ có là 40 km/h thôi, thì mình chỉ mất có 5,9 giây thôi các bạn. Một cái con số vô cùng ấn tượng luôn. Nó sẽ là vượt trội hơn cái phiên bản 150 tiền nhiệm là tốn tới 6,2 giây nha các bạn. Nên đó là một cái điểm mà nhấn về cái thiết kế của cái mặt động cơ của AB 160 thì nó vô cùng là mạnh mẽ luôn nha các bạn. Tiếp theo đó là cái khung xe. Khung xe được thiết kế lại chắc chắn hơn, nhưng mà nó giúp cho cái phần đuôi xe này nè các bạn, nó sẽ thon gọn hơn cái thời trước nè. Thứ hai, việc cái thiết kế mà cái khung xe như thế sẽ giúp cho cái cốp đựng xe của mình nè, nó sẽ rộng hơn, và nó bỏ một số cái chi tiết khi thừa, tăng cái diện tích cốp của mình lên 0,5 lít so với cái phiên bản trước nha các bạn. Và bên cạnh đó thì trong cốp xe mình vẫn được trang bị là cái đèn soi cốp nè, cũng như là cái cổng sạc điện thoại loại A, USB loại A nha các bạn, giúp cho các bạn sạc điện thoại hay là những thiết bị điện tử trong trong quá trình mình sử dụng xe để mình di chuyển xe ha. Về cái phần đuôi xe này nó sẽ cũng thiết kế khác với phần trước luôn nha các bạn. Thì An sẽ mở lên cho các bạn coi cái phần đèn hậu của xe. Đấy. Cũng sử dụng đèn LED,
Nhưng mà cái về cái bộ phận đèn đèn soi biển biển số xe này nó được thiết kế khác nè. Cái thứ hai nữa, cái đuôi dè xe này cũng được thiết kế khác luôn, đem đến một cái sự khác biệt và nhìn thấy nó mạnh mẽ hơn nha các bạn. Thì để mà với một cái khối động cơ lớn như thế, để mà đảm bảo về cái phần mà bảo vệ thân thiện với môi trường á, thì cái phần mà ống xả này của cái động cơ 160 này được thiết kế lại hoàn toàn mới các bạn. Nó sẽ giúp, nó sẽ được tinh chỉnh là giảm thanh cũng như là lọc không khí để cho chúng ta vừa chạy xe với tốc động cơ mạnh nhưng mà vẫn đảm bảo khí thải Euro 3 đối với môi trường nha các bạn. Xe đó thì đối với phiên bản 160 này á, thì nó sẽ được trang bị hệ thống phanh ABS. Cái ABS này nó cũng khác với đời trước nha các bạn, nó sẽ liền luôn cái phanh đĩa này. Cái phanh này sẽ giúp cho các bạn khi mình tham gia trên đường nè, mình chạy trên những đường trơn trọt hoặc gồ ghề, khi mình bóp phanh trước này sẽ giúp cho xe mình dừng lại một cách thăng bằng hơn nha các bạn. Nó sẽ tránh trượt bánh xe, nó sẽ an toàn hơn cho mình rất là nhiều. Thì cũng giống như là cái phiên bản trước đó thì xe sẽ được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key. Thì nó vẫn gồm 3 cái tính năng nha các bạn. Đó là chống trộm nè, tìm xe trong bãi, xác định vị trí xe nha các bạn, cũng như là tắt mở xe từ xa. Thì ở đây có một cái điểm khác biệt mà An muốn chia sẻ cho mình đối với cái động cơ 160 là mình sẽ không còn nhấn sử dụng cái nút đề giống như là cái phiên bản đời trước đó nữa, mà khi chúng ta thao tác mở xe thì chúng ta chỉ cần ấn vô cái cụm ổ khóa này thôi là chúng ta có thể mở lên ha các bạn. An sẽ làm lại cho mình coi. Rồi bây giờ An sẽ thao tác mở lên cho mình xem ha. Rồi mình đèo vô khóa, nó sẽ khởi động luôn chứ mình không còn nhấn cái nút đề này nữa. Và mình sẽ bật qua mở cốp và đổ xăng nè. Xe thì được trang bị đổ xăng phía trước này rất tiện lợi, giúp cho các bạn mình khi mình di chuyển trên đường á, hoặc là mình có chở người ngồi phía sau hay đồ phía sau thì mình không cần phải xuống xe, mình có thể ngồi trực tiếp trên xe và mình đổ xăng luôn. Với dung tích mình xăng 4.4 thì nó cũng đảm bảo cho cái việc sử dụng của mình hàng ngày luôn nhé các bạn. Mình bật lên đây. Và cái remote này á, mình cũng được thiết kế lại một cách rất là gọn và tinh tế thời trang nha các bạn. Mình sẽ không thấy nó còn hơi gồ rề giống như cái phiên bản trước nữa, mà An thấy cái remote này nó được thiết kế rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp sau đây á, thì An sẽ báo về cái chương trình giá hiện tại đang áp dụng tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của An ha. Thì đối với phiên bản này thì giá sau cái chương trình hỗ trợ giá bên An á, thì giá chỉ còn dao động thấp nhất là 64.990.000 thôi nha các bạn. Một cái mức giá cũng khá là hợp lý trong thời điểm hiện tại để mình mua xe. Cũng như là cái chương trình hiện tại thì bên An vẫn có chương trình họ bán xe với chương trình là hình thức mua tiền mặt hay là trả góp đều có hỗ trợ. Trả góp mà mình muốn nhận cầm về gốc thì bên An cũng có hỗ trợ luôn nha các bạn. Mình có thể là làm hồ sơ, bên An có thể nhận làm hồ sơ online cho các bạn luôn, có hỗ trợ giao xe cho mình luôn. Thì hiện tại á, thì xe này á, thì bên An cũng có hỗ trợ chung với cái chương trình là thu xe cũ đổi xe mới, được giảm trực tiếp 1 triệu trên giá xe mới. Mình đang có những dòng xe chẳng hạn như những dòng phiên bản AB đời trước đi, mình có nhu cầu mình đổi lên phiên bản AB đời mới bây giờ, phiên bản năm 2023 động cơ 160, thì bên An vẫn hỗ trợ thu xe lại đổi xe mới các bạn sử dụng một cái dòng xe mới với những công nghệ tiên tiến mới nhất hiện tại của Honda. Thì ngoài ra thì mình mua xe mình sẽ được tặng cái gói quà tặng theo xe của Honda Hồng Đức hết các bạn, như là mũ bảo hiểm, áo thun, áo mưa, 2 lít xăng cùng với chế độ bảo hành là 3 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước luôn. Thì An xin nhắc lại cái nội dung của cái video ngày hôm nay mà An muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là hiện tại thì mình có nên sử dụng cái phiên bản AB năm 2023 với động cơ 160 này hay không. Tại vì đối với An á, thì An chia sẻ cho các bạn như thế này, thì cái dòng xe sử dụng động cơ 160 này là động cơ ESP cộng 4 van, thì là cái động cơ này đang áp dụng với tất cả các dòng xe mới cao cấp nhất của Honda hiện tại, như chẳng hạn như là Accord hay Accord lớn ha, thì nó đều sử dụng trang bị cái động cơ này. Cái thứ hai nữa là với cái động cơ này giúp cho các bạn sẽ thấy được cái sự bứt phá khi mình di chuyển trên những con đường. Bên cạnh đó kèm theo những cái công nghệ hiện tại hoàn toàn của Honda Việt Nam thì đều áp dụng trên cái dòng xe AB 2023 này. Còn chần chờ gì nữa mà mình không đến ngay cửa hàng của An để mình sở hữu một dòng xe cũng như là cái chương trình khuyến mãi cực kỳ ưu đãi ha. Nếu mà thấy cái video này hay thì các bạn có thể là để lại một lượt đăng ký, cũng như là mình sẽ bình luận những cái gì còn thiếu sót để An khắc phục ha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn ạ.